Các bạn đã quay trở lại kênh YouTube Lý Việt Em của mình. Thì hôm nay mình làm cái video các bạn. Thì các bạn xem nè, trên cái app Kakao nha. Kakao. Đây, các bạn mở app lên nha. Các bạn phải lưu ý nè. Rồi các bạn sau khi mà cái thời gian như này nè, nó hết rồi các bạn. Ha, các bạn phải để ý, các bạn bấm vào nút Receive nha. Bấm vào cái nút Receive các bạn. Rồi, thì cái số Receive này nó chuyển lên chỉ số Kakao, nó chuyển đây các bạn, tức là Kakao đó. Ha, là mình đào được 0.135466666. Rất là ít các bạn nha. Rồi tổng cộng có 4 triệu mà cộng đồng Android và iOS chỉ đào được có 1,1 triệu thôi các bạn, cho nên rất ít nha. Và niêm yết chỉ có 100 ngàn thôi. Cho nên là đào từ 6-7 tiếng đồng hồ rồi nó ra như vậy các bạn ha. Đó, thì là 8 tiếng đồng hồ các bạn. Bật một lần nha. Nhớ là 8 tiếng đồng hồ. Cái số này nó hết bằng không các bạn phải bấm. Mình đào. Được chưa các bạn? Ở đây là cái các bạn, tốc độ của mình nè. Tốc độ mà rep nè ha. Đó, cho nên là các bạn hãy để ý cái đó. Rồi. Thì rồi mà một điều nữa là mình sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để các bạn tắt các quyền cho phép nha. Tại các bạn hỏi mình hồi khi mình làm cái video trước, mình có hứa là mình sẽ tắt, nhưng mà mình quên các bạn, thì mình hướng dẫn các bạn nè. Bây giờ các bạn thoát ra đi, rồi các bạn mở lại ha, cái app Kakao này ha, bạn đè vô, rồi nó lên cái chữ thông tin ứng dụng xóa. Thì cái còn nếu nó không có, các bạn kiếm vô nè, chưa, bấm vào đó. Rồi các bạn sẽ thấy nè, các bạn kéo lên các bạn sẽ thấy cái chỗ là các quyền ứng dụng nè, bấm vào đây. Rồi thì ở đây á, nó được phép là gọi điện thoại nè, thấy chưa. Còn các bạn nào mà nó có nhiều hơn, các bạn bấm vào cái chỗ đó, bấm vô dù mình bấm vô chỗ điện thoại ha, mình bấm từ chối, được chưa. Rồi mình quay ra đó, thì nó không cấp quyền cho nó cái nào hết ha. Các bạn có bộ nhớ danh bà, điện thoại, máy ảnh, vị trí đó, các bạn đang cấp cho nó cái quyền cái nào các bạn hãy tắt cái đó đi, được chưa. Rồi các bạn quay ra. Đó, như vậy là xong các bạn. Các bạn là thử lại nè, các quyền ứng dụng của nó nè. Thấy không? Chưa cấp quyền nào. Chưa cấp quyền nào các bạn nha. Vậy thôi các bạn, đơn giản vậy thôi. Các bạn tắt đi nha. Chúng ta mở lại coi nó có hoạt động hay không. Nếu nó không hoạt động nè. Cho phép Kakao thực hiện quản lý cuộc gọi. Thấy không? Nó hỏi lại các bạn. Dù mình từ chối xem nó có chạy hay không. Từ chối cái nữa coi. Từ chối nó không chịu các bạn, thấy không? Từ chối nè, nó không đào được các bạn, thấy không? Nó mất hết nè. Các bạn thấy không? Cho nên là chúng ta phải cho phép. Thấy chưa? Như vậy là cho phép tối thiểu vào quản lý cuộc gọi nha. Rồi, mở quyền ứng dụng, cho phép nó quản lý cuộc gọi. Cho phép ha. Tại vì cho phép cái này thì nó mới hoạt động nha. Rồi các bạn mở lên lại nè. Vuốt đó, thấy không, nó mới trở lại các bạn. Còn các bạn không cho phép cái quyền là quản lý cuộc gọi thì nó sẽ không bao giờ chạy được các bạn. Đó, đó là như vậy đó. Cho nên là các bạn hãy để ý nha. Rồi thì các bạn ủng hộ mình bằng cách sử dụng cái mã giới thiệu 1939447 ha. Cái này có trong mô tả video bộ đầu tiên, các bạn cứ ủng hộ mình cách sử dụng này. Cái này nó không có link các bạn nha, các bạn tải app về, các bạn cài đặt, các bạn thêm cái mã này vào thôi ha. Rồi thì mình lưu ý như vậy các bạn, các bạn hãy lập tức đào đi. Nhớ là sau 8 giờ các bạn nhấn vô cái nút này nha, để nó chuyển Kakao lên đây và các bạn đào tiếp nha. Nhớ nhận các bạn nha, các bạn không nhận rất uổng, bởi tổng cũng rất là thấp ha. Rồi chúc các bạn thành công. Nhớ đăng ký kênh YouTube của mình các bạn nha. Sau đó chọn cái chuông bên phải và chọn tất cả để mình cập nhật các thông tin mới, các bạn kịp thời theo dõi. Rồi xin chào và hẹn gặp lại lần sau.